Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin ngắn của xe hành hôm nay. Mở đầu bản tin này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mẫu xe đến từ Hàn Quốc Hyundai Palisade 2024 vừa được ra mắt. Hyundai Palisade 2024 vừa chính thức trình làng với hai phiên bản mới là Le Blanc và Calligraphy Black Edition. Bên cạnh đó, các phiên bản còn lại của dòng SUV này cũng được nâng cấp về trang bị. Tròn một năm kể từ khi ra mắt Palisade phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Hyundai mới đây đã bổ sung hai phiên bản mới là Le Blanc và Calligraphy Black Edition cho dòng SUV cỡ lớn này. Trong khi Palisade bản Le Blanc hướng tới nhóm khách hàng ưa chuộng phong cách sang trọng, thì Calligraphy Black Edition lại hướng tới người dùng ưa chuộng sự cá tính, với tất cả chi tiết từ ngoài vào trong đều được bao phủ bởi một màu đen huyền bí. Như vậy, Hyundai Palisade 2024 bán tại Hàn Quốc sẽ có 4 phiên bản, bao gồm Exclusive, Le Blanc, Prestige và Calligraphy. Các trang bị cao cấp xuất hiện ngay ở phiên bản tiêu chuẩn, với cửa sổ chỉnh điện dành cho hai hàng ghế trước, xe kính tự động, cần gạt nước tự động và kính chắn tia cực tím. Tiến lên phiên bản Prestige cao cấp hơn, Hyundai Palisade có không gian nội thất bọc da lộn, ghế bọc da Nappa sang trọng, ghế lái Eco Motion, ghế bên phụ có công nghệ không trọng lực Relaxation Comfort, hệ thống tự động thiết lập tư thế ngồi tối ưu Smart Posture Care. Ngoại thất của Palisade 2024 bản Le Blanc mới được trang bị cửa cốp chỉnh điện thông minh và vành la răng 20 inch kết hợp lốp Michelin. Khu vực nội thất có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hàng ghế trước chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù và hệ thống hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Trong khi đó, camera 360 độ và hệ thống quan sát làn đường được cung cấp dưới dạng trang bị tùy chọn. Hyundai Palisade 2024 bản Calligraphy Black Edition có trang bị tương tự bản Le Blanc. Sự khác biệt của phiên bản này chủ yếu nằm ở mặt ngoại hình, với việc bản Calligraphy Black Edition được sơn màu tối, bao gồm cả lưới tản nhiệt, tấm ốp gầm, hốc gió trung tâm và logo Hyundai. Hyundai Palisade 2024 được phân phối tại Hàn Quốc với hai tùy chọn cấu hình động cơ. Thứ nhất là máy xăng V6, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 291 mã lực và mô men xoắn cực đại 355 Nm. Phiên bản này có cả bản hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi lanh, dung tích 2.2 lít, với công suất tối đa 202 mã lực và mô men xoắn cực đại 441 Nm. Tại Hàn Quốc, Hyundai Palisade 2024 có giá bán từ 38,67 tới 50,69 triệu won, khoảng 688 triệu tới 902 triệu Việt Nam đồng. Theo một số nguồn tin, Hyundai Palisade sẽ ra mắt tại Việt Nam trong tương lai gần. Mẫu SUV này có giá bán có thể rơi vào khoảng 2 tỷ, cạnh tranh với Volkswagen Teramon và Ford Explorer. Lộ ảnh Kia Morning phiên bản mới, ngoại hình hiện đại hơn với thiết kế lấy cảm hứng từ xe điện. Kia Morning phiên bản facelift lộ diện với ngoại hình hoàn toàn mới, nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ mẫu xe điện EV9. Hình ảnh rò rỉ về thiết kế của Kia Morning 2024, còn có tên gọi là Picanto, vừa được đăng tải trên trang Drive của Úc. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, lần thứ hai của Kia Morning thế hệ thứ ba, đã ra mắt từ năm 2017. Theo một số nguồn tin, mẫu xe đô thị này sẽ chính thức được giới thiệu tới khách hàng vào cuối tháng này. Kia Morning 2024 có thiết kế ngoại thất được làm mới lại toàn bộ với điểm nhấn là cụm đèn pha LED đặt dọc, lấy cảm hứng từ nhiều mẫu xe đàn anh như EV9 hay Sorento mới. Lưới tản nhiệt lớn hơn ở phía dưới, cùng với thanh mạ chrome nối liền hai cụm đèn trước. Ở phía sau, Kia Morning mới có cụm đèn hậu dạng dọc với dải đèn LED chạy dài từ bên trái nối liền sang bên phải của cốp xe. Thiết kế này cũng khá tương đồng với Kia Seltos 2023 vừa ra mắt cách đây không lâu. Phần cản sau cũng được làm lại theo hướng hiện đại hơn. Ngoài ra, mẫu xe cỡ A này còn được trang bị bộ mâm dạng 4 chấu phối màu đen xám đẹp mắt. Hiện chưa có nhiều thông tin về không gian nội thất của Morning 2024, nhưng trang Drive của Úc cho rằng các cụm điều khiển sẽ được làm mới. Cùng với đó, cụm đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin 4,2 inch và màn hình giải trí trung tâm vẫn 8 inch nhưng mang giao diện mới. Ở Việt Nam, Kia Morning hiện được phân phối song song hai thế hệ, Morning và New Morning. Morning là phiên bản facelift thứ hai của thế hệ thứ hai, có giá bán 356 tới 394 triệu đồng. Trong khi đó, New Morning là phiên bản facelift đầu tiên của thế hệ thứ ba, đi kèm mức giá 369 tới 439 triệu đồng. Trong phân khúc xe hạng A tại nước ta, xe cạnh tranh với Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo. Xe điện mini Wuling Bingo bán đắt như tôm tươi, đạt doanh số khủng sau 2 tháng ra mắt. Mới đây, hãng xe Trung Quốc Wuling vừa công bố kết quả bán hàng trong tháng 5 của mình. Theo đó, trong tháng 5 vừa qua, hãng xe này ghi nhận doanh số khủng. Riêng doanh số bán hàng của mẫu xe điện mini Wuling Bingo đã đạt 18.015 chiếc,
tăng 9,9% so với tháng 4. Đây là mức doanh số mà bất cứ hãng xe nào cũng mong muốn đạt được. Dù chỉ mới ra mắt được 2 tháng, nhưng doanh số cộng dồn của Bingo đã đạt 42.154 chiếc. Không chỉ Wuling Bingo tại quê nhà Trung Quốc, một mẫu xe khác của Wuling là Hong Quang Mini EV cũng luôn trong tình trạng được nhiều người săn đón. Sắp tới, mẫu xe này cũng sẽ ra mắt tại Việt Nam theo diện lắp ráp trong nước. Với mục tiêu xây dựng để hướng đến những quãng đường ngắn trong nội thành, Wuling Bingo 2023 có kích thước nhỏ gọn với chiều dài 3.950mm, rộng 1.780mm và cao 1.580mm, cùng chiều dài cơ sở 2.560mm. Xe sở hữu ngoại thất khá nhỏ nhắn, xinh xắn với các đường nét bo tròn. Ngoài ra, cụm đèn pha và đèn hậu dạng LED cũng được trang bị trên mẫu xe này. Bingo 2023 được cung cấp 4 tùy chọn về màu ngoại thất, bao gồm đen, trắng, xanh lá cây và hồng. Là xe điện mini nên nội thất của Wuling Bingo được thiết kế khá đơn giản với cụm công cụ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng cho hệ thống thông tin giải trí Link OS. Cả hai đều có kích thước 10,25 inch. Phiên bản cao cấp hơn sẽ được bổ sung hệ thống nhận dạng giọng nói và 4 loa. Bingo có thể chở tối đa 4 hành khách nhưng có rất ít tiện nghi cho những người ngồi phía sau. Đáng chú ý, cúp xe của Bingo 2023 có thể chứa hàng hóa lên đến 790 lít khi gặp hàng ghế thứ hai. Ngoài ra, Wuling còn bán thêm nhiều đồ chơi đi kèm cho Bingo 2023 như khoang hành lý có thể chứa được cả căn phòng thay đồ khi đi biển, ván lướt sóng, v.v. Nếu đi picnic, xe cũng cung cấp các vật dụng cần thiết như bộ đồ cắm trại, nấu cơm, đèn, radio, sạc pin điện thoại, laptop, giường bơm hơi, v.v. Hay khoang hành lý phía sau cùng cũng có thể biến hóa thành một phòng hát karaoke tiện nghi. Là xe điện mini, nhưng Bingo vẫn có nhiều tính năng hỗ trợ lái an toàn như khởi động không cần chìa khóa, điều hòa chỉnh tay, kiểm soát hành trình, camera lùi, tối đa 4 loa các chế độ lái có thể lựa chọn, hệ thống cảnh báo người đi bộ, tốc độ thấp, 2 túi khí, hệ thống ABS, EBD, màn hình áp suất lốp và hệ thống viễn thông trên xe. Về sức mạnh, Wuling Bingo 2023 chỉ được trang bị một motor điện nhưng lại cho ra hai mức sức mạnh khác nhau là 41 mã lực và mô men xoắn cực đại 110 Nm, tiếp đến là 68 mã lực và mô men xoắn cực đại 150 Nm, vận tốc tối đa đạt 100 km/h. Tùy theo cấu hình motor điện là pin LFP với dung lượng 17,3 kWh và 31,9 kWh sẽ cung cấp phạm vi hoạt động sau một lần sạc đầy cho xe là 203 km và 333 km. Bản cao cấp còn có hệ thống điều hành Link OS, chìa khóa thông minh, khởi động máy từ xa, hệ thống tự động đỗ xe, kiểm soát lực kéo và hệ thống cân bằng điện tử. Wuling Bingo 2023 được phân phối với 5 phiên bản, đi cùng mức giá từ 59.800 tới 83.800 nhân dân tệ, khoảng từ 204 triệu tới 286 triệu Việt Nam đồng. Sau Hong Quang Mini EV, hy vọng Wuling Bingo cũng sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam để làm khuấy động thị trường xe trong nước. Ford Ranger Hybrid được chốt lịch ra mắt, khách hàng háo hức vì xe vừa khỏe vừa tiết kiệm nhiên liệu. Tạp chí Drive dẫn theo một nguồn tin nội bộ cho biết dòng xe bán tải Ford Ranger sẽ được bổ sung một phiên bản động cơ hybrid, dự kiến sẽ ra mắt trong vòng 12 tháng tới. Trước đó vào hồi đầu năm nay, trang tin tức này nhận định Ford sẽ trang bị hệ thống truyền động PHEV trên Ranger thay một động cơ thuần điện. Thông tin trên càng có thêm căn cứ khi mà trước đó Ford từng cho biết hệ thống khung ngầm trên Ranger hay Everest mới đều có hỗ trợ công nghệ điện hóa, bao gồm cả thuần điện lẫn hybrid. Hiện chưa có thông tin về việc điện hóa Ford Everest, tuy nhiên với việc Ranger có bản hybrid, nhiều khả năng mẫu SUV này cũng được trang bị một khối động cơ tương tự. Theo Drive, Ford sẽ trang bị cho Ranger Hybrid động cơ xăng 2.3 lít 4 xi lanh tăng áp kết hợp với motor điện. Hiện chưa rõ sức mạnh tổng thể của khối động cơ trên, nhưng riêng cụm máy xăng đã cho công suất đầu ra 289 mã lực cùng mô men xoắn 452 Nm. Ford Ranger PHEV có thể được lắp ráp tại nhà máy Silverton, Nam Phi, nơi hãng xe Blue Oval đang sản xuất Ranger và Everest phục vụ thị trường châu Phi và châu Âu. Nếu được sản xuất tại đây, Ford Ranger PHEV sẽ bị đẩy giá lên cao một chút so với việc sản xuất tại Thái Lan hoặc Úc do chi phí và thuế nhập khẩu cao hơn. Kết hợp với việc giá một phiên bản hybrid sạc điện thường cao hơn bản động cơ đốt trong đơn thuần, mức giá của Ford Ranger PHEV được dự đoán sẽ không hề rẻ. Sau bản PHEV, Ford sẽ tiếp tục cho ra mắt Ranger phiên bản thuần điện. Từ năm 2022, Ford đã tiến hành thử nghiệm Ranger thuần điện. Lịch ra mắt của Ranger thuần điện có thể rơi vào tận 2028, theo một số nguồn tin dò dỉ. Tên gọi bản thuần điện này khả năng cao sẽ là Ford Ranger Lightning, có thêm hậu tố giống đàn anh F-150 Lightning, bởi hãng xe Mỹ đã đăng ký bản quyền tên gọi trên từ giữa năm ngoái.